Nay xin giới thiệu với quý vị là cái không khí mà đoàn tham quan đang gửi tại dạo 30 tháng 4. Đây là các đoàn tham quan. Rất là nhiều và Vĩnh Long nữa.
khách mà hay đi vô, mà cái bãi xe nó mọc lên cũng rất là nhiều cái chỗ.